Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Kích hoạt thành công giá trị kinh nghiệm, cửa hàng cũng đã được cập nhật mới. Ta bây giờ tuy rằng là chân tiên tam thập nhất trọng đại não, hệ thống cũng có giá trị khí vận có thể tăng lên, nhưng nhận được giá trị kinh nghiệm cũng quá con mẹ nó xuất sắc rồi. Chủ nhân, ngươi không phải hạng bình thường đâu. Ba, bây giờ có thể trực tiếp thông qua giết quái nhận được kinh nghiệm rồi. Mỗi bước đi của ta đều đang không ngừng thăng cấp, mãn nguyện quá. Ba, để ta xem cửa hàng cập nhật thêm gì mới nào. Nhan sắc nghịch thiên, vãi Trần Trường An, đù má còn có cái này cơ à. Mặc dù khuôn mặt này của ta cũng đẹp lắm rồi, nhưng về sau không ngừng thăng cấp lên thì cũng là điều có thể. Còn có gì nữa đây? Đếm ngược thời gian thu đồ. Đù đù đù, cái này có thể tạm ngừng thời gian tìm đồ đệ cuối cùng hay sao? Lùm mẹ này tuyệt rồi. Còn không cần phải lo lắng tìm không ra đồ đệ cuối cùng mà bị khấu trừ đi 99% tu vi nữa. Giá trị kinh nghiệm được đổi ra cũng vừa đủ. Mua thôi mua thôi, mua sắm thành công. Được rồi, về ám ảnh đảo. Sao cứ thấy quái quái thế này? Bầu trời bên phía ám ảnh đảo hình như là không đúng lắm. Không quan tâm nữa, đi thôi. Vừa nãy là ai bay vào đây rồi? Người hoa mắt rồi đó chứ? Đội tuần tra trừ ma. Đó là tấm chắn do các vị cao thủ dựng lên. Qua được tấm chắn, coi như là đã đến gần với hắc ám chi hải rồi. Nơi đó hắc ám vô tận, ma vật hoành hành. Đi vào trong kia không phải là tìm chết hay sao? Cũng đúng, đi thôi, tuần tra đôi núp cũng không thể nào tránh được sơ sót. Lúc trước nơi đây mặc dù cũng không quá náo nhiệt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài người tu luyện bay qua đây cơ mà. Bây giờ sao đến cả một con chim cũng không thấy? Đúng là kỳ lạ. Nhưng dựa theo tính linh cảm của động vật, nếu như có bất thường, chắc chắn là chúng sẽ phản ứng đầu tiên. Không có phản ứng. Cái gì thế này? Đây là ma vật trong truyền thuyết sao? Hèn chi không thấy được cái gì cả, hóa ra là ma vật. Có điều mặt hàng này cũng có mạnh lắm đâu. Ơi, cũng không đúng. Ở trong mắt của người thường thì cũng khá mạnh. Dù sao ta cũng là đại não chân tiên 31 trọng mà. Ôi, giết ma vật có thể tăng thêm điểm kinh nghiệm à. Một canh giờ sau, con mẹ nó tìm ma vật tới mức bụng cũng đói rồi vẫn chưa giết được hai, mới chỉ giết được hai con, vẫn là nên quay về ám ảnh đảo trước thôi. Ám vụ này quả là khủng bố, sợ là bất kể vật sống nào tiến vào đây đều sẽ bị ma hóa hết. Tiền bối thuận tiện bố trí nên trận pháp dịch chuyển này cũng có thể ngăn cản sự lan tràn của hắc vụ rồi. Đúng thế. Đây là thực lực gì vậy? Cẩn thận, lại có ma vật tới rồi. Các ngươi làm gì thế? Là tiên sinh. Hắc vụ khủng bố như thế, thế mà tiên sinh lại an nhàn bước từ trong đó ra.
Thực lực của tiên sinh quả nhiên không thể nào đong đếm nữa rồi. Chúng tiểu nhân bái kiến tiên sinh, mọi người vất vả rồi. Ám ảnh đảo. Đây. Đám gia hỏa này được đấy, lúc trước hoang vu như thế, bây giờ đã thành thị trấn rồi à. Tẩy da chết, cứ tới phải ảnh ngư massage chân. Tốt quá. Cùng với cái thế giới hỗn tạp ngoài kia không giống, đây đúng là thế ngoại đào viên mà. Cứ nghỉ ngơi 2 ngày đã. 5 ngày sau. Cho dù là kinh nghiệm hay là khí vận đều không quan trọng. Mấu chốt là lần này có thể chủ động nhận được tài nguyên. Đối với một đại não như ta, đám ma vật nhỏ nhoi kia không chỉ là như món đồ chơi thôi sao? Đi thôi, quẩy lên nào. Tiên sinh nhất định là chiến đấu vì chúng ta mới đi. Tiên sinh. Tiên sinh. Liên minh đại điện. Từ lúc nhận được thông báo, chúng tôi cứ nghĩ phổ thông chân nhân, phổ thông chân tiên sẽ đàn áp được ma vật. Nhưng tới nơi này rồi, mới biết ma vật này quả thực là quá mạnh rồi. Super super mạnh. Liên minh chúng ta tốn không ít thuốc mới khiến cho chúng ngã lăn ra đấy. Trần Hiền với Hoang Trấn là 2 người có đủ tư cách để làm người thủ biên rồi đấy. Một con ma vật thế này cũng cần chúng ta liên thủ mới đánh bại được sao? Tình hình bây giờ xem ra đã rất nghiêm trọng. Báo cáo minh chủ, phía hướng ninh giới đã xuất hiện loài ma vật mới. Bây giờ chúng đã tới địa Ninh Tiên Châu của tiên giới rồi. Hơn nữa, nhất cấp tông môn, thiên hải môn đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Đệ tử cuối cùng cũng chạy về cấp báo cũng suýt phải bỏ mạng. Cái gì? Ma vật đó có hình dáng như thế nào? Có phải cũng dị thường như nó hay không? Theo như hình ảnh mà tông môn truyền lại, ma vật đó có hình dạng thế này. Cụ thể thế nào mời chư vị xem. Thế mà lại là ma chủng mới. Nhất cấp tông môn, lại là nơi có nhiều cao thủ chân tiên thập trọng tọa trấn mà. Có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, chứng minh thực lực của đám ma vật này còn cao hơn. Hùng Thiên, ngươi phái người ở lại liên minh, những người khác theo ta tới địa Ninh Tiên Châu. Vâng. Cứ như thế này, toàn bộ ánh mắt của cửu giới đều hướng về địa Linh Tiên Châu. Sau khi liên minh đáp xuống đã có trận giao chiến với ma vật. Nhưng sau khi bị 20 cao thủ chân tiên nhị thập trọng bao vây, ma vật đó vẫn không hề chết, ngược lại chỉ cần một chiêu đã đánh cho tan tác thế này. Trận giao chiến này khiến cho tâm trạng của toàn bộ cửu giới như ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì toàn bộ liên minh không có cao thủ nào thực lực vượt quá tứ thập trọng. Trận pháp, vây kích, cạm bẫy đủ các loại biện pháp chỉ có thể khiến cho ma vật này bị thương mà thôi. Thực lực thế này quả thực là đáng sợ rồi. Phù thi sơn cốc. Ấy, tìm nửa ngày cũng chẳng thấy con cốc ghẻ này. Dù sao cũng đã tăng lên 2 cấp rồi. Kinh nghiệm nhận được từ mặt hàng này dù sao cũng tạm tạm. Có điều hình như đã bị ta giết gần hết rồi. Chỗ nào mới có ma vật lượng chất lượng hơn đây? Đây, đây nè. Loại ma vật này ta chưa thấy qua. Thể hình hay tốc độ đều rất nhanh, thực lực cũng mạnh hơn con cóc ghẻ kia nhiều.